Tình huống giả định: ngày 18 tháng 5 xuất hiện ca mắc COVID-19 tại thôn Trại Thông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Ngày 20 tháng 5 số ca mắc tăng lên 5 ca và 50 ca F1. 6 giờ ngày 21 tháng 5 thực hiện phong tỏa cách ly y tế đối với xã Bình Khê, thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế đối với thôn Trại Thông. Ngay sau khi xuất hiện ca mắc trong cộng đồng, thị xã Đông Triều đã kích hoạt triển khai thực hiện ngay các phương án khoanh vùng, cách ly phòng chống dịch COVID-19, truy vết xác minh được tất cả những trường hợp F1 đến các cơ sở cách ly tập trung, truy vết các trường hợp F2, F3 và F4, yêu cầu thực hiện cách ly tại gia đình và lấy mẫu xét nghiệm. Thực hiện phun khử trùng tiêu độc trên địa bàn toàn xã, lập các chốt kiểm soát ra vào xã. Tổ chức họp ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử thị xã, chỉ đạo triển khai phương án bầu cử trong tình hình có dịch trên địa bàn đến ủy ban bầu cử xã và tất cả các tổ bầu cử. Trong vòng 24 giờ trước khai mạc bầu cử, ủy ban bầu cử xã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 100% thành viên tổ bầu cử. Tiến hành ra soát, kiểm tra danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, xác định cụ thể các cử tri thuộc trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà và các trường hợp không thể đến điểm bỏ phiếu. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị phiếu bầu cử và mang hòm phiếu phụ đến cơ sở cách ly tập trung, nơi ở, nơi cư trú của cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2021, trước khi tổ chức bầu cử, tiến hành phun khử trùng, tiêu độc một lần nữa đối với tất cả các khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế, các điểm bỏ phiếu và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Bảy giờ, tổ chức lễ khai mạc bầu cử ngắn gọn tại điểm bỏ phiếu. Người tham gia là thành viên trong tổ bầu cử và những người được chưng dụng. Thực hiện kiểm tra, khóa và niêm phong các hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ. Sau lễ khai mạc, từng nhóm nhận hòm phiếu, các loại phiếu bầu, danh sách cử tri, tiểu sử người ứng cử và các tài liệu bầu cử, vật tư y tế đi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn đã được phân công. Khi nhóm bầu cử đến trước nhà cử tri, nhóm trưởng sử dụng loa cầm tay mời cử tri thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách 2 mét trong quá trình thực hiện bỏ phiếu. Tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri và gửi lại cho cử tri. Kết thúc bỏ phiếu tại mỗi hộ gia đình, thực hiện phun khử khuẩn bên ngoài hòm phiếu. Dụng cụ sử dụng trong quá trình bầu cử, vật tư y tế được xử lý theo đúng quy trình phòng dịch. Sau khi số lượng cử tri theo nhóm được phân công đã bỏ phiếu hết, nhóm di chuyển hòm phiếu về khu vực bỏ phiếu, bàn giao hòm phiếu, danh sách cử tri và các loại phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu viết hỏng cho tổ thư ký bầu cử. Trước giờ khai mạc, các tổ bầu cử thực hiện thông báo trên loa thứ tự các tổ dân, xóm đi bầu cử theo khung giờ xác định để tránh tập trung đông người. Tổ bầu cử phân công thành viên của tổ bầu cử thực hiện việc đón tiếp, hướng dẫn cử tri đến thực hiện quyền bầu cử và đảm bảo các quy định phòng chống dịch như là xếp hàng, giãn cách, khử khuẩn. 7 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2021, tổ chức lễ khai mạc bầu cử. Cử tri đến khu vực bỏ phiếu, cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt, xịt dung dịch sát khuẩn tay, hướng dẫn cử tri đứng đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét và không tập trung quá 20 người trong cùng một thời điểm. Hướng dẫn cử tri lần lượt di chuyển vào phòng bỏ phiếu theo các vị trí đã được đánh dấu, đảm bảo khoảng cách. Cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp giữa thành viên tổ bầu cử và cử tri. Sau khi bỏ phiếu xong, cử tri di chuyển ra ngoài bằng lối ra riêng. Song song với việc tổ chức bầu cử tại phòng bỏ phiếu, tổ trưởng tổ bầu cử phân công một nhóm bầu cử gồm 4 thành viên tiến hành mang hòm phiếu phụ đến các gia đình cử tri già, yếu, không đến bỏ phiếu được. Khi nhóm bầu cử đến nhà cử tri, nhóm trưởng mời cử tri thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách 2 mét khi thực hiện bầu cử. Dụng cụ sử dụng trong quá trình bầu cử, vật tư y tế được xử lý theo đúng quy trình phòng dịch.
tổ bầu cử, sử dụng hòm phiếu phụ di chuyển đến khu cách ly tập trung và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch trước khi di chuyển vào trong. Khi vào trong khu cách ly tập trung, cán bộ tổ bầu cử phối hợp với cán bộ tại khu cách ly tập trung mời lần lượt từng cử tri ra khu vực bố trí đặt hòm phiếu phụ. Sau đây, mời cử tri khu cách ly ra thực hiện quyền bầu cử của mình. Phòng số 18, cử tri Đỗ Thị Hương. Các cử tri phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách tối thiểu 3 mét. Cử tri tiến hành các thủ tục và bỏ phiếu vào hòm qua vách ngăn. Toàn bộ quá trình cử tri bầu cử được thực hiện trong khu vực đặt rào ngăn cách. Sau khi tất cả cử tri tại khu cách ly tập trung hoàn thành bỏ phiếu, cán bộ tổ bầu cử phối hợp với cán bộ ban quản lý khu cách ly tập trung khử khuẩn khu vực bỏ phiếu, khử khuẩn hòm phiếu, sát khuẩn tay, di chuyển về tổ bầu cử, bàn giao hòm phiếu phụ, vật tư y tế theo quy định. Dụng cụ sử dụng trong quá trình bầu cử, vật tư y tế được xử lý theo đúng quy trình phòng dịch. Tổ bầu cử trang bị đầy đủ các vật tư y tế và mang hòm phiếu đến cơ sở y tế thực hiện điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Sau khi chuẩn bị xong các điều kiện phục vụ bầu cử tại khu vực điều trị, tổ bầu cử mời cử tri ra khu vực bầu cử và hướng dẫn quy trình bầu cử cho cử tri. Khi cán bộ bầu cử đọc đến tên, cử tri di chuyển đến bàn bầu cử, thực hiện sát khuẩn tay và chuẩn bị các thủ tục bầu cử. Các cử tri phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 3 mét. Cán bộ tổ bầu cử kiểm tra thẻ cử tri và phát phiếu bầu cử cho cử tri qua tấm vách ngăn. Cử tri tiến hành bầu cử và bỏ phiếu vào hòm qua tấm vách ngăn. Tổ bầu cử đóng dấu xác nhận đã hoàn thành bầu cử và gửi lại cho cử tri. Mỗi cử tri sau khi bầu cử xong sẽ khử khuẩn tay, tiến hành bỏ vật tư y tế, các dụng cụ để bầu cử vào thùng rác y tế theo đúng quy định. Sau đó trở về phòng điều trị. Kết thúc bầu cử, cán bộ tổ bầu cử phối hợp với cán bộ ban quản lý khu điều trị thực hiện khử khuẩn hòm phiếu, khử khuẩn tay, khử khuẩn khu vực bỏ phiếu và di chuyển về tổ bầu cử, bàn giao hòm phiếu và vật tư y tế theo quy định.
Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, cán bộ tổ bầu cử phối hợp với cán bộ ban quản lý khu điều trị thực hiện khử khuẩn hòm phiếu, khử khuẩn tay, khử khuẩn khu vực bỏ phiếu. Trước khi ra khỏi khu vực điều trị, cán bộ tổ bầu cử thay trang phục bảo hộ và xử lý theo đúng quy trình phòng dịch. Di chuyển về tổ bầu cử, bàn giao hòm phiếu, vật tư y tế theo quy định. Trước khi kiểm phiếu, tất cả người kiểm phiếu, người chứng kiến phải thực hiện sát khuẩn tay. Trong quá trình kiểm phiếu, người kiểm phiếu vẫn mang trang phục bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang. Sau khi kiểm phiếu xong, tổ bầu cử thực hiện việc khử khuẩn và tiến hành di chuyển, bàn giao hòm phiếu và các tài liệu liên quan về Ủy ban bầu cử xã Bình Khê theo quy định. Sau khi di chuyển hòm phiếu và các văn bản tài liệu liên quan về Ủy ban bầu cử xã Bình Khê, các đơn vị bầu cử thực hiện tổng vệ sinh, thu gom rác thải, tiêu độc khử trùng bằng hóa chất toàn bộ địa điểm bầu cử theo quy định. Các thành viên tổ bầu cử thực hiện tự cách ly tại nhà và tổ chức xét nghiệm thêm 2 lần trong vòng 7 ngày để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Trên đây là clip mô phỏng các tình huống giả định tổ chức bầu cử trong khu vực dân cư phong tỏa do dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình thực hiện, các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.